tha yak kha vali vaha pula puli kulanti sakhalang eva me tu nang be ta nang bhagavata tang phi tang tum hang khe pa me vat samit sato sapphe pulanto sankappo chan tho bana yaso yak kha sapphi ti yo viva santu sapphalo kho vina sapto ma te vavat antala yo sukhi khika yuko kawa kiwa Anasili sani chung phu tha vajayino jata lo khamma wa tham te a chúc bano sukhang phạt lang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ thầy cần 100 ký đào, 100 ký mai nữa và 100 cái bông hoa sen để chuẩn bị trang trí cho Tết. Cầu nguyện cho Tết năm nay thầy được mỗi người chỉ cần vài chục ngàn đô thôi, còn tiền Việt Nam người 300 triệu, 200 triệu cũng vui. Giờ thầy nở nụ cười chỉ cần Tết, 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 tiền về, Tết, 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 tiền về. Tiền đâu là đầu tiên. Đoàn quân Việt Nam chiến thắng lại. Ở đâu có bác là có chúng con, ở đâu có bác là có thầy chùa. Bác ở đâu là tình thương đến đó và tình yêu có đầy đủ. Có tiền là có tình, có tình là có tiền, mà không có tiền thì không có tình. Và không có tiền không có cơm ăn áo mặc, không có tiền không có quần áo bằng. Không có tiền sao không có cơm ăn, không có tiền thì không có chùa to Phật lớn, không có tiền sao không có đóng tiền điện tiền nước, và không có tiền thì không có anh em bạn bè gì cả, không có tiền thì không có giấy tờ gì cả, và không có tiền thì gì muốn cái gì cũng không có. Có thật mới vực được đạo ta. Có thật mới vực đạo. Rồi xong, giờ nghỉ trưa. Thầy có thể lý giải cái nguyên nhân vì sao mà này thầy không có ăn cơm trước mặt Phật tử được không? Thì do giờ Việt Nam mình có hai tông, tông ăn thịt cá và tông ăn chay. Thì giờ tông ăn chay, xưa tới giờ người ta ăn chay người ta không có quay. Mà ăn mặn người ta cũng hết tóm gọn cái ăn uống hàng ngày, đời sống bình thường quay làm gì. Tại nhiều người bên phe này, cái bên phe kia họ nói có cái gì mình ăn thì người ta thèm. Ví dụ như người nghèo quá muốn ăn mà thầy ăn ngon hơn người đời thì bao nhiêu người nghèo nó tóm gọn nó khèm nhiều nó kén. Còn bao nhiêu người giàu mà ta không dám ăn, ta rít rẫm. Nhiều khi người ta nhà ta dư bật tiền bật của nhưng mà ta ăn, ta phải ăn rau rồi ăn thịt, ta mua 1 ký ta ăn 5-6 ngày. Còn này thầy mình thầy bè ăn quất nửa ký 1 ký, ăn hơn nhà giàu luôn. Khi bao nhiêu người họ nói thật tôi không dám ăn, dành dụm để cúng chùa, mà chùa thầy ăn bỉnh để ngày ngày qua ngày khác thầy ăn tàn ăn hơn tụi tôi. Ra quầy biển ấy, tụi tôi ăn ha có 100 gram, thầy quất 1 ký tôm, 1 ký mực, 1 ký này kia ăn là 700-800 triệu mấy. Chúng tôi làm 1 năm mà thầy ăn có 2-3 ngày ha, nó buồn. Nên giờ mình ăn uống là cúng thầy nhận về xong cái đầu thầy tụng kinh xong chúc phúc cho mình đã cúng dường, còn thầy ăn giờ nào ăn không quay đó vậy thôi. Còn những cái lễ lập chùa như khuyết pháp, tụng kinh, rồi chùa trang trí cái gì, hoặc có những cái gì đẹp ở chùa làm thì có thể quay những cái cảnh đẹp đó, hoặc thầy tụng kinh, gõ mõ, rồi hướng dẫn cho Phật tử tu tập, ngồi thiền, thì cái đó là cái dạy giáo dục với đầu bà với thầy cách là lễ ni lễ phép cho các Phật tử hiểu. Chứ không phải dùng phương pháp ăn uống, không lẽ tu tới ngày ăn uống ăn ngủ ăn uống ăn ngủ ăn uống ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ. Dạ thầy, vậy thầy không ăn những món này, còn cái món nào mà nếu như Phật tử cúng thì có thể ăn và cho quay được không? Không được luôn. Chẳng hạn như khoai lang hôm bữa. Ví dụ như review khai phụng, ví dụ thầy như vậy. Cái đó là không phải là ăn uống mà thầy dạy nấu ăn hay dạy review cái món đó để cho Phật tử biết nấu. Ví dụ như họ nướng củ lang giờ nướng củ mì. Đó, ngày mai ngày sau ví dụ nướng củ khác, và có thể là chiên những món ăn gì đó nó tóm gọn thầy nấu ăn thầy dạy, dạy nấu canh. Vậy nấu chiên cá, chiên thịt, chiên này kia là có chiên trực tiếp để không, cho thầy. Mang đồ sống tới chùa chiên thì nó có... Không phải làm không? Chết rồi, rửa sạch, rồi đem lên cúng. Thầy chỉ có bỏ lên chảo chiên, con cá không được sống. Mà thầy không, có nghĩa là không nghe, không thấy, không biết là những con đó đã chết rồi mà đem lên cúng. Mà phải nằm sẵn rồi, chứ không phải đến thầy làm hết, không được. Không nghe, không thấy, không biết mà. Không xúi dục người khác giết và không chính tay mình giết. Mà họ đem lại là đời sống nhân dân, ăn gì mình không báo trước. Báo trước là họ ví dụ như bữa nay thầy nói thèm gà, cái hồi về họ nói nhà con có con gà, bắt con gà cắt cổ đem lại cho thầy ăn. Là thầy suối dục họ, mà họ cũng là người trực tiếp, thầy là gián tiếp. Còn nhà gia đình ta đi chợ ta có gì ăn đó, nhà nấu gì cũng thầy ăn đó, nhà mình ăn gì thì ông sư cũng được ăn đó. Chứ không phải là thầy đòi hỏi là cái nào của thầy riêng của mình riêng, có nghĩa là sống theo đời sống nhân. Nhưng mà mình cúng
khi cúng cho thầy là cái này phần trước nấu chữ chính, cái phần riêng cho thầy, chứ không phải là mình ăn xong rồi dư cho thầy là tổ phước rất là nặng. Đúng rồi, mà mình phải cúng cho các trước là cúng cho Phật, sau là cúng cho Tây Tăng, ví dụ như hồi cúng cho thầy hết, nhưng mà người ta làm mâm cơm riêng, thịt cá để cái mâm riêng cúng Phật.